nguyên liệu phục vụ chế biến cung ứng sản phẩm ra thị trường. Nếu như trước đây tại xã Khánh Bình Tây Bắc, cây chuối chỉ được xem là cây trồng phụ, không được nhiều nông dân chú trọng chăm sóc bởi đầu ra không ổn định, có thời điểm giá chuối rẻ như cho, bán chẳng ai mua, thì nay nhiều nông dân đã quan tâm mở rộng diện tích trồng chuối, thậm chí nhiều hộ còn ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng chuối theo hình thức cấy mô nhằm tăng năng suất chất lượng. Giá chuối thì năm rồi thì có được đó 1.800-2.000, năm nay cũng được 2.500. Trồng cây chuối giờ mua là được 2.500 là cũng bà con cũng ổn định. Nhờ cái bắp chuối này. Bắp chuối hôm nay giờ 7-8.000 ký. Thủy sản cuốc vườn lên để công ty chuối nó hợp đồng nên cuốc đất lên nó trồng chuối. Nhà máy chế biến chuối sấy của công ty Đại Đô đặt tại xã Khánh Bình Tây Bắc có công suất khoảng 3.000 tấn chuối sấy một năm. Lúc đầu nhà máy còn trong quá trình vận hành nên việc thu mua nguyên liệu thường bị gián đoạn. Tuy nhiên hiện nay khi đã hoạt động ổn định, nhà máy bắt đầu tăng cường thu mua. Thời điểm này, giá chuối nguyên liệu được công ty này thu mua từ thương lái trung gian khoảng từ 3.000 đồng đến 3.200 đồng một ký, còn thương lái thu mua tại vườn của người dân khoảng từ 2.500 đến 2.800 đồng một ký. Không chỉ giải quyết đầu ra sản phẩm cho nông dân, nhà máy chế biến chuối sấy còn đang giải quyết việc làm cho khoảng 20 lao động tại địa phương. Có nghề gì đây đỡ khổ, mà mấy tuổi này với lắm muộn rồi cũng mới không à, vô đây mà khỏe. Lương tháng 4 triệu, sáng làm 6 giờ tới 5 giờ chiều. Nói chung thì cũng xoay sở hàng ngày trong gia đình, cá móng đều cũng được. Hiện tại công ty Đại Đô chủ yếu sấy chuối gia công cung cấp cho đối tác ngoài tỉnh. Đại diện công ty cho biết đang hướng tới việc tự sản xuất, đóng gói, dán nhãn thành phẩm, xây dựng thương hiệu chuối sấy Cà Mau cung cấp ra thị trường. Khi đó lượng hàng sản xuất sẽ lớn hơn, đồng nghĩa nhu cầu thu mua nguyên liệu cũng sẽ tăng. Tuy nhiên, công ty đang lo lắng nguồn nguyên liệu tại địa phương cung ứng để nhà máy hoạt động thường xuyên sẽ không đủ đáp ứng, bởi chịu sự cạnh tranh của nhiều công ty, cơ sở khác từ ngoài tỉnh, trong khi việc ký kết hợp đồng cung ứng nguyên liệu giữa doanh nghiệp với người dân còn gặp trở ngại. Do là mình giá cả mình cạnh tranh không lợi những người khác, thương lái khác, chứ thứ hai là người dân á. Họ ví dụ như hôm nay họ bán cho mình đúng không, nhưng mà chỗ khác là cao hơn một chút xíu thôi là họ đi bán chỗ khác. Cái bài toán đó nó khó giải đúng không, nó giống như bất cứ cái dùng nguyên liệu nào cũng vậy. Mình thì là người thu mua thì giá cả mình đưa ra bằng thị trường, nhưng mà người dân họ ví dụ như hôm nay họ thích nơi này họ bán nơi này cũng không chừng, hay là sợ sự mối quen biết của họ nữa, nên mình cũng không biết là phải làm sao cái vấn đề đó. Toàn tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 6.000 hecta chuối tập trung chủ yếu tại các huyện Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình với sản lượng hơn 100.000 tấn một năm. Việc có nhà máy chế biến nguyên liệu tại chỗ sẽ mở ra hướng phát triển cho cây chuối tại địa phương thời gian tới. Tuy nhiên, để nhà máy hoạt động ổn định và thu hút thêm nhà máy sản xuất sản phẩm từ chuối đặt tại địa phương, giúp sản phẩm của nông dân dễ tiêu thụ với giá cao, rất cần những chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với những doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, cũng như xây dựng cầu nối gắn kết, giải quyết hài hòa về lợi ích giữa doanh nghiệp với nông dân trong thực hiện liên kết chuỗi. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Cà Mau, 6 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết, 41 người bị thương, tăng trên cả 2.